quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Giang Hoa Hậu diện áo dài duyên dáng cùng tham gia chương trình đặc biệt, nhan sắc Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý. Xuất hiện trong chương trình, dàn người đẹp cùng diện những bộ trang phục áo dài nền nã và thanh lịch do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. Hoa hậu Ngọc Hân nền nã trong bộ áo dài màu hồng pastel, cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng chương trình đầy ý nghĩa này. Chương trình nhằm hỗ trợ những người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh, lực lượng y tế và tình nguyện viên, gồm các đoàn viên thanh niên và sinh viên đại học, đã hy sinh cuộc sống riêng tư của họ để đóng góp vào nỗ lực của cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện áo dài gam màu vàng nền nã, cô để tóc thẳng dịu dàng xinh đẹp. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, cô rất vui khi được đồng hành cùng với chương trình Tết Chung Một Nhà, một trong những hoạt động nhân văn đồng hành, tiếp sức lao động nghèo, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Á hậu Phương Nga diện áo dài màu hồng với những họa tiết đẹp mắt. Người đẹp hy vọng chương trình sẽ lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, trong đó nhấn mạnh vào sự gắn kết và đoàn kết gia đình. Vốn là một người đẹp nhiệt tình trong công tác từ thiện, xã hội, Ngọc Hân luôn hào hứng khi tham gia các chương trình có ý nghĩa nhân văn. Mặc dù rất bận rộn với công việc biên tập viên, MC tại đài truyền hình Việt Nam, nhưng Á hậu Phương Nga cũng sắp xếp thời gian để tham gia những chương trình xã hội có ý nghĩa. Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng chính thức quay trở lại VTV với vai trò biên tập viên. Mặc dù bận rộn, nhưng người đẹp vẫn hào hứng tham gia chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.